Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video số 2 tại vườn anh Tài ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Trong cái dịp tôi về làm chương trình một số nhà vườn ở miền Tây, thì đây là một cái khu vườn mà chuyên dòng bonsai nhỏ và mini, mai chiếu thủy, linh sam là cơ bản. Cuốn trước chúng ta đã giao lưu 11 tác phẩm, và cuốn tiếp theo số 2 này Đỗ Sinh sẽ đăng tải tiếp để gửi đến anh em chúng ta một số những cái tác phẩm, những cái sản phẩm của vườn anh Tài. Bao sống, bao ship toàn quốc với cái giá là vẫn gọi là hàng ngon bổ rẻ, rất phù hợp với anh em chúng ta tài chính không nhiều mà vẫn có những cái cây để chơi cho nó thư giãn. Dạ, con chào bác Sinh, chào anh em đi bonsai với mọi người Tổ quốc, chào anh em chủ tên Hương Sắc Đỗ Sinh, con tên Tài, vườn của con tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại Zalo của vườn con là 0931239339, cũng là số điện thoại Zalo. Thì lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip vừa rồi của vườn con. Ngày hôm nay có một clip tiếp theo để nhờ kênh Hương Sắc Đỗ Sinh gửi đến cô chú anh chị gần xa, là một lô cây hành phẩm gồm linh sam và mai chiếu thủy. Rồi để không mất thời gian thì phép vào cây số 1. Cây đầu tiên mã này là cây số 12. Cây mã 12 này là một cây linh sam khai thác Ninh Thuận. Riêng 100% hàng gà lũa này là lũa riêng. Lũa riêng đấy, và đẹp quá. Toàn bộ là lũa riêng 100%. Và là cây này là ghép dòng sông linh sam giống mới. Dòng này rất là ưu điểm. Linh sam này gọi là dòng linh sam 100. Cái lá nó rất là đẹp. Dòng này là dòng con cũng mới thấy dòng này luôn, rồng cái lá rất cực kỳ đẹp luôn. Lá nó như hạt đậu mà nó xanh đen luôn, nó như là lá sâm núi. Và độ bông của nó bông tán nó rất là đẹp nha. Vâng, và đang điệp hoa này các bác. Dạ. Hoa đây rồi. Rồi, lũa này đã được tạo tác qua máy nha. Cho nó nghệ thuật lên ha. Vâng. Dạ. Rất là tuyệt vời, bởi vì đó là những cái lũa zin chứ không phải là chắp ghép. Cho nên là nó nhìn cây nó không dại cây. Rất thật cây. Cây này là cây thuần. Chậu cũng vừa tầm bước vừa hợp lý rồi. Dạ. Tất cả cái cốt này là cốt ghép này là đã buông kẽm hết 100%, chỉ điểm những cái nhánh nhỏ thôi, những cái cơm tàn cho nó yếm mà. Còn cái cốt tàn của nó là cốt ghép, gọi là cốt ghép là buông vô 100% hết nè. Mà đầu già, cây rất là già nha. Để em cầm lên cho anh em xem độ to lớn của cây, thì anh em xem hình ảnh không biết cây to lớn. Rồi, cứ đứng ấy mình chụp kiểu ảnh chứ. Không, chụp ảnh phải quay hướng ngược lại cho cái cây nó phải lá ở bên này. Đấy. Đúng rồi. Đây mới là mặt phải của cây này. Chụp nhá. Đẹp quá. Xong rồi. Cây này thì giá bao nhiêu anh? Dạ, cây này xin phép giao lưu với giá là 5 triệu. Giá 5 triệu bao ship toàn quốc. Bao ship bao chậu toàn quốc luôn. Rồi. Cây này nhìn thực tế ở ngoài anh em mà gọi là cây này là cây phun cắt nha. Cây cực phê luôn. Rất là to nha, để em báo kích thước anh em luôn. Cái quành em để tay anh em thấy ha. Rồi. Này em đo hảo không? Vì cây này thì mình cũng không có không, cây này thực ra anh chỉ cần đo cái kích thước chậu là người ta sẽ đánh giá được hết. Chậu này đi, báo hảo cái này. Chậu này là chậu 41 á. Vâng, chậu chuẩn của nó rồi, không phải thay chậu nữa rồi. 40. Chậu dài 40. Rồi. Rộng 28 củ bì. 40 28. Cây này độ cao của nó là 89, 88, 59. Và độ phủ tàn rộng ngang thuận về nó là 72. Cây rất là đẹp. Cây này về để đôn cao cao để phòng khách, cây này là rất là đẹp. Tuyệt rồi. Dạ. 5 triệu bao ship bao chậu cho anh em phòng quốc. Vâng. Cây số 12. Dạ, cây số 12. Anh di chuyển tiếp cây số 13 đi. Vâng, và đây là cây số 13. Cây 13 cũng là một cây linh sam sông Hinh, và con nói thêm là cây này là cây công nghiệp nha. Như cây số 12 là cây khai thác, thì nó cây khai thác 100% lũa riêng. Còn cây này là lũa nhân tạo. Cây này là cây công nghiệp của miền Tây của con nè. Và con nó làm lũa. Thì lũa linh sam thì nó không phải như mai chú thị sợ một bể ha. Mà con nó xử lý hết nè. Cây này là cây phân cách nha. Cây này thì con bao ship bao chậu với giá là 1.800.000. Và 1.800.000. Dạ, do cây công nghiệp thì nó không có giá trị bằng cây khác, giá nó mềm cho nên để chơi là đã bao chậu bao ship nó toàn quốc nha. Hoành của con vị trí là 25. Đúng rồi. Và chiều cao
cao đỉnh đỉnh này là 66. Báo hạo ha. Tại vì cái này chỉ có một bàn cách bên đây, mình không có đo được cái bàn nào. Thế thôi, chỉ chơi chơi một nhánh này thôi. Còn cái nhánh lũa kia chẳng qua là phụ họa thôi. Dạ. Rồi ok, anh chuyển luôn đi, chuyển luôn, không phải đặt. Vâng, đây là cây số 14 này. Dạ, 14 là một cây nu hòa công hàng thành phẩm. Cây mai chiếu thủy. Dạ. Dễ tự nhiên hết. Hoành rất là to. Bàn là một bao ẩm. Rồi, phần chậu. Cây này thì con xin phép rút chậu nha, cho chậu xi măng này nó nặng. Thứ hai nữa là đi là nó dễ bể, ảnh hưởng tới cây, nên rút chậu. Hoành của nó vị trí này là 31. Tổng tán dài 60. Tán rộng 33. Cao 40. Giá là 2,2 triệu. Bao ship và rút chậu. Hàng này thì mặt sẹo còn nha, thì giá mềm tí cho anh em về chơi. 2,2 triệu thôi một cây. Giá là chỉ đấu giá cây thôi nha. Cây liền lạc sạch sẽ, có cành to ngón tay hết nè. Giá 2,2 triệu. Dạ, bao ship và rút chậu. Rồi, ok. Vâng, bây giờ ta di chuyển đến cây số 15. Cây 15 là một cây nu hòa công, hàng già liền xẻo luôn. Cái bát đế này. Cây này nó hơi nhỏ một tí nhưng mà độ già của nó bằng tất cả những cây già kia ha. Cũng 4-5 năm thì em báo giá mềm tí cho anh em về dễ chơi. Cốc cành là cũng già như nhau. Bát đế cũng đẹp nhưng hoành cây này là 20. Tán dài 53. Tán rộng 33, cao 32, giá là 2 triệu bao sống, bao ship và tặng chậu cây 15. Đầu già vẫn như nhau. Hàng ấm luôn nha, cây hàng thuần chậu 100%, 4 năm hết. Tất cả mặt sẹo là lành một liền 100%, cây 15. Giá là 2 triệu bao ship và bao chậu. Hợp lý quá. Dạ, rồi xuống. Rồi. 16 là cây lưng xăm sông Hưng, hàng già, cây đang ôm nụ chín làng á, còn bộ là nụ rất là nhiều, bộ nè nụ hầu như là kín hết. Cây này về anh em chơi hoa liền được. Hàng này là hàng rất là già rồi, cây này cực kỳ già luôn. Vâng, cái lứa trước nó còn có quả, nó vẫn còn đây này. Dạ. Đấy, đậu quả, có đậu quả vẫn trên cây nhiều. Dạ. Rồi bây giờ anh đo cái thông số đi. Cây số 16. Cây số 16. Hoành con đo vị trí này là 37 nha. Rồi. Cây này là cây tự nhiên, không có uống sữa. 95 là tán dài. Tán rộng là 60. Chiều cao là 60. Cây này giao lưu với giá là 3 triệu, bao ship và rút chậu. Cây này cực kỳ già luôn. Anh em nhìn to kẹp, cốt cành chi tàn, anh em biết độ già cây có nào rồi. Có bộ đế cực kỳ quái luôn, đẹp đấy, cuồn cuộn, cây già dữ lắm luôn, cũ. Giá chỉ 3 triệu, bao ship bao chậu. Ủa, rút chậu cái này không tạo thắng, có chậu nha, những chậu xi măng rút hết nha. Chậu xi măng. Dạ. Nó nặng. Như vậy là giá là 3 triệu. 3 triệu không chậu. Không chậu. Dạ. Bó bầu bao ship toàn quốc. Dạ đúng rồi. Rồi nhất trí, anh di chuyển nhé. Tiếp cây số 17. Cây 17 là một cây linh sam sông Hinh, cũ cực kỳ to luôn, hàng đang thay lá ha. Cây cực hoành, cốt cành nó cân đối với cây hết rồi. Để vậy anh em nhìn xương chi rồi rất là dễ ha. Cây ra lá thì một phần nữa là cây này ra lá kín hết nha. Đường thân cực đẹp. Rồi xin phép báo kích thước luôn. Hoành cây này là 32. Tổng tán dài 90, cây tán rất là lớn, tán rộng 60, cao 50, 2,5 triệu, bao ship và rút chậu. Những chậu này xin phép rút chậu hết nha, vì chậu này chậu men này đi là cỡ này cũng bể trăm hết nha. Nên rút chậu, chi tàn cốt cành cây này cực kỳ đẹp, những dàn xương để cho anh em nhìn xương rất là dễ nha. Rất dễ so với mình. Cây này gì hay đấy, hai thân nó lát dẻo hết. Rồi xin phép xuống cây. Vâng. Rồi xuống cây chứ. Cây 18 là cây đổ. Vâng. Coi vàng đế của nó. Đấy, cái này cực kỳ đẹp, nó cuộn hay chậu luôn nha. Mấy cái này về anh em vô cái chậu hoặc là vô tiểu cảnh cái này. Cái ngọn đổ của nó
Đổ keo ha. Cây này ra lá tàn kín hết. Những cái đổ này rất đẹp. Giá cũng 2.500.000, bao ship và rút chậu, giá là không có chậu. Rồi xin phép bắt vào cái thước. Hoành cái này là 32. Tổng tán dài cái này là 94. Và tán rộng cái này là 54. Chiều cao từ mặt chậu là 40. Giá 2.500.000, bao ship và không có chậu. Xin phép rút chậu. Bó bầu này, toàn quốc nha. Em cái đổ này nhìn ở ngoài rất là phê nha nè. Cầm cho em xem ha. Đây này mình dùng được cây lớn nhỏ ha. Rồi, ok. Dạ. Được ấy, những cái dòng này rất dễ chơi. Nó cũng không phải là nhiều tiền. Dạ. Rồi, xin phép đổi cây. Cây 19 đúng là cây linh sam song hình đang ra lá luôn. Thân co lắc 3D, cốt cực kỳ to luôn. Chi tàn là đã ra lộc là có hoa rồi. Dạ. Dòng linh sam này rất là dễ ra hoa, hầu như là con thấy ra hoa quanh năm hết nha cô chú anh chị. Cây số 19. Cây số 19 này. Dạ. Rồi, báo kích thước không? Hoành con đo vị trí này là 34. Dạ. Tổng tán dài này tán rất là lớn luôn, 1 mét đúng luôn. Tán rộng cái này 60, tán khủng khiếp, cái này ra lá ra hoa đẹp lắm luôn. Rồi, cây số 19 giao lưu với giá là 2.500.000. Linh sam là giao lưu đồng giá 2.500.000, bao ship và rút chậu. Cây cũ rất là to, đường thân uyển chuyển. Chi tàn khúc cành là cân đối với cây hết. Cô chú anh chị hoặc nhãn thì cứ liên hệ 0931 239 339, cũng là số điện thoại Zalo của vườn em ha. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Chuyên về linh sam. Ngày thứ thủy. Vâng, và chúng ta đến với vườn anh Tài qua số điện thoại 0931 239 339. 20. Cây 20 cũng là một cây linh sam song hình lá trung luôn. Cây bài ha. Cây củ đế này rất là đẹp. Không phải nói là anh ấy vào dây anh chia tán hợp lý quá nhỉ. Yeah. Tất cả những nhánh thân. Hoành cây này là 33 hoành. Rồi. Tổng tán dài 85. Tổng tán dài 85. Tán rộng 55. Chiều cao cây này là 52. 2.500.000. Con bao tấm, bao ship và rút chậu. Cây mã số 20, linh sam song hình lá trung. Anh em dễ không có lá, anh em nhìn xương đó. Nhìn vàng xương của nó là biết cái độ già của nó. Tất cả to bằng ngón tay em hết rồi nha. Cân đối với thân cây hết rồi. Về anh em chỉ việc thay chậu tưới nước chơi thôi, không làm bất cứ cái gì trên cây này nữa. Hàng này là hàng thuần và đã thành phẩm rồi. Ok rồi. Chỉ có tưới nước thôi. Dạ. Rồi, xin phép cây mà cây mùa hoa linh sam tới nơi rồi. Dạ, đúng rực rồi. Rỡ luôn. Tất cả các cây hay lá này bắt buộc nó phải ra hoa, linh sam mới được thế. Rồi, chuyển nhá. Dạ. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy mã số 21. Cây này thực ra là dòng cây mini thôi. Dạ. Nhưng mà vì anh làm anh phải dưỡng cây chăm sóc mà, cho nên anh đưa vào cái chậu nó hơi to. Dạ. Khi nào mà chúng ta di chuyển thì anh sẽ nhấc lên bó bầu. Dạ đúng rồi. Mà giá thành thì để cho nó hợp lý thì chúng ta sẽ không cần phải dùng cái chậu này nữa. Phải dạ. Chúng ta mua cái chậu răm 70 hoặc 100 gì đó chơi. Cơ bản là cái tìm cái mua cái cây, cái cốt cây cho nó hợp với nhãn mình là được. Cái dàn đế cây này cực kỳ phê luôn. Ừ. Điều 100% hết. Nó chuẩn từ đế cho tới cốt cành. Cốt cành cây nó nhỏ, rất là nhỏ. Nhưng mà cốt cành của nó to hơn ngón tay cái còn. Đây. Rồi, cái này nhìn rõ rồi. To hơn ngón tay còn luôn ha. Đây rồi. Dạ. Cây này được nuôi cắt giật cực kỳ chuẩn luôn. Đẹp quá nhỉ. Dạ. Mini thì bắt buộc tụi con vườn thì phải nuôi trong cái chậu nuôi, và khi đi thì bắt buộc con bó bầu. Cái này về anh em thay cái chậu thôi, không ảnh hưởng gì hết. Đúng rồi. Mà lúc ấy mình xén bỏ bớt đất đi thôi. Dạ đúng rồi. Cây này thì con giao lưu giá cực mềm luôn. Về anh em chơi luôn. Cái này đã thành phẩm rồi nha. Những cái này hơi ấm ấm thì về để những cái tay này gọi là nhánh nuôi thôi, không ảnh hưởng gì. Tàn cực giảm rồi, dàn xương. Cây nó hơi lùng nên anh em chịu khó xem. Dàn xương rồi, đẹp đấy. Mặt sau nó cũng là
Sau này mình sắn nó chỉ vành ngoài nó dạ, đúng rồi, vừa cái chậu thôi. Mai chú thủy thì nó dễ sống rồi. Rồi. Giá bao nhiêu anh? Dạ giá chỉ 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Dạ đúng rồi. Bó bầu bao ship toàn quốc. Rồi, chơi rất khéo. Đây, bao số 21. Cây này thì nó nhỏ, báo hạo hơn thì mini thì anh em đã biết rồi, đâu không phải chính xác được. 14 hoành thôi. Tán dài cây này là 34. Tán rộng là 19 và chiều cao từ mặt chậu cái này là 19 cây. Rất là mini, cái này để bàn làm việc là thôi. Khỏi chơi. Đế nó thêm một cây này, cái đế rất là chuẩn đế nha. Đều rang 100% luôn. Và mặt sẹo là không còn mặt sẹo, nhưng khúc cành to hơn ngón tay cái luôn. Ừ. Cây này là nuôi cây nuôi cắt giật nha, chứ không phải là cây thì cây thương mại nha anh em. Nên giá này là em dám bao giá cho anh em toàn quốc. Rồi, ok nha. Vâng, và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video số 2. Nhân cái dịp này tôi về thành phố Tân An thăm vườn anh Tài. Và Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Và nắng miền Tây và trời trong xanh. Nhưng mà đến thời điểm này đã 3 rưỡi thì cũng mát hơn rồi.